Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thẩm mùi review bộ sưu tập classic của hãng Clean. Clean là một hãng nước hoa của Mỹ. Ở Việt Nam thì hãng này không được nhiều người biết đến cho lắm. Nhưng mà dạo gần đây thì ở bên Hàn Quốc đang trending một trong những mùi hương nước hoa của hãng này, đó là mùi warm cotton. Vì vậy nên mình đã quyết định mua một set 5 chai rollerball của hãng Clean trên Sephora để review cho mọi người. Và tất nhiên trong 5 chai này có mùi warm cotton cũng là mùi hot nhất. Một trong những điều đặc biệt nhất khiến cho mình phải chú ý đến hãng Clean đấy là hãng này làm những chai nước hoa ghi lại những mùi hương của cuộc sống thường ngày, ví dụ như là mùi hương của mưa, mùi hương mà bạn nhớ đến khi mà bạn vừa mới tắm xong, mùi hương của da cơ thể con người, mùi hương của một chiếc áo vừa mới giặt xong. Và đa phần các mùi hương thì được lấy cảm hứng từ mùi hương đơn giản của một cục xà phòng. Vì thế nên các mùi hương của Clean thì thường hướng đến những mùi hương sạch sẽ. Và cụ thể thì các mùi hương mà Clean ghi lại được cho chúng ta là những mùi hương như thế nào. Và đồng thời bộ sưu tập này của Clean cũng là một trong những bộ sưu tập có mùi hương vô cùng hợp với mùa hè. Đây là bao bì của set 5 chai dạng lăn của hãng Clean. Đây là ngoại hình của 5 chai rollerball trông vô cùng là xinh xắn và dễ thương và rất là dễ mang theo trong túi nữa mọi người ạ. Đây chính là mùi hương hot nhất của hãng Warm Cotton. Warm Cotton là chai nước hoa ghi lại mùi hương của một chiếc áo cotton ấm áp vừa được giặt xong. Bên trên nắp này mọi người, đây là ngoại hình của chai dạng lăn. Rất là bé và rất là phù hợp để mang theo bên mình. Warm cotton có nghĩa là vải cotton ấm. Nó khiến cho mình ngay lập tức nghĩ đến một chiếc áo cotton vừa mới được sấy xong và lấy ra khỏi máy sấy. Và đó là một cái mùi hương vô cùng sạch sẽ và thư giãn. Một mùi hương như là mùi nước xà vải, mùi xà phòng. Nhưng mà nó lại mang lại một cảm giác rất là thư giãn. Và cũng giống như cách mà bạn mặc một chiếc áo vừa mới giặt xong lên mình, cảm giác rất là sạch sẽ và sảng khoái, thì warm cotton chính là một mùi mà thể hiện được rất là rõ ràng cái khoảnh khắc đấy. Thông thường khi mà mình thẩm mùi thì mình sẽ chỉ review một chai nước hoa thôi và sẽ review cho mọi người biết là sau mỗi tiếng thì nước hoa sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà vì có một bộ sưu tập nên là mình trước khi quay video này một tuần mình đã sử dụng mỗi một ngày một chai nước hoa và ghi lại cái review chính xác của mình theo mỗi giờ. Mình cũng cần phải lưu ý với mọi người là warm cotton của hãng Clean thì sẽ có hai loại. Một chai được sản xuất từ rất là lâu rồi và có tên là warm cotton. Còn chai này là chai trong bộ sưu tập classic, là một phiên bản mới của warm cotton được sản xuất vào năm 2019. Và cái mùi hương mới này thì nó không phức tạp bằng mùi trước và nó thanh thoát hơn rất là nhiều, rất là phù hợp cho mùa hè và thậm chí là cả mùa đông. Khi mà mình lăn chai nước hoa này lên tay thì ngay lập tức mình thấy được cái mùi xà phòng nó lan tỏa và nó giống như mùi xà phòng bột giặt thai ấy mọi người ạ. Nhưng mà nó không bị gắt đâu, mà nó là một cái mùi bột giặt rất là nhẹ, rất là thoang thoảng. Nó chỉ là cái phần mùi hương của bột giặt thôi. Dựa trên các cái nốt của chai này ghi trên Fragrantica thì lớp hương đầu tiên đó là citrus, thứ hai là white floral, thứ ba là powdery, thứ tư là fresh. Thì mình thực sự không thể nhìn ra được một lớp hương nào cả. Mình chỉ thấy mùi bột giặt thôi và nó rất là sảng khoái. Và nhất là những ai mà ưa sạch sẽ thì sẽ rất là thích mùi nước hoa này, mình chắc chắn. Dựa trên các cái nốt mà mọi người vote ý, top nốt sẽ là mùi cam chanh. Hương thứ hai, mùi hoa quả, một chút mùi hoa cam, một chút mùi biển. Và cái lớp cuối cùng sẽ là xạ hương và hộ phách. Thì mình thực sự không nhìn rõ được một nốt hương nào mà mọi người vote ở đây hết. Thì trong một giờ đầu tiên mình chỉ cảm nhận được mùi bột giặt thai thôi. Trong giờ thứ hai thì mình bắt đầu thấy hơi một chút cái mùi fresh, mùi thư giãn, mùi sảng khoái, mùi tươi mát, có một chút mùi hoa quả ngọt nhẹ, một chút mùi hổ phách nhẹ vì nó hơi ngọt một chút. Trong giờ thứ hai thì mùi bột giặt cũng nhẹ đi một chút rồi và lúc đấy khi mà bạn ngửi cảm giác như là bạn đang ngửi nước đá ấy mọi người ạ. Nếu mà mình nói nước đá thì nó gần như là nó không có mùi gì. Nếu mọi người nghĩ đến nước đá, mọi người sẽ nghĩ là nó không có mùi gì đúng không? Nhưng mà bạn hãy thử đặt một cốc nước đá ở trước mũi của mình và hít một hơi thật mạnh. Và cái cảm giác tươi mát và mát lạnh trong cái giờ thứ hai, đó là cái cảm giác mà mình cảm nhận được.
là tất cả những cái mùi hương, những cái nốt hương này nó nằm ở một cái mức độ trung bình và tạo cho mình một cái cảm giác giống như là đang cầm một ly nước đá ở trước mũi. Đến giờ thứ ba thì bắt đầu mình cảm nhận được mùi xạ hương nó hơi rõ hơn một chút, và bắt đầu mùi hộ phách rõ hơn một chút, và nó có một chút cảm giác như là ngọt lịm, nhưng mà nó chỉ có một phần thôi. Mùi hoa cỏ trong bột giặt ấy mọi người ạ, cái mùi hoa cỏ đấy nó khiến cho bạn có cảm giác như bạn đang đứng ở trên một cánh đồng hoa vào một buổi sáng rất là đẹp trời, và mặc một chiếc áo vừa mới giặt xong, khiến cho bạn có cảm giác vô cùng thư giãn. Thì cái mùi hoa cỏ đấy còn mãi luôn, dù cho bất cứ một cái lớp hương hay là một cái nốt hương nào nó thay đổi thì cái mùi hoa cỏ đấy nó vẫn còn mãi, và nó cũng chính là cái hương chủ đạo của cái chai nước hoa này. Tổng thời gian mà Warm Cotton bám được trên da của mình, trên da nha mọi người, không phải trên áo, là 8 giờ. Nó bám cực kỳ lâu luôn. Có thể là trong những giờ đầu thì bạn sẽ thấy được mùi thoang thoảng, nhưng mà khoảng tầm 4 tiếng cuối thì nó chỉ ở mức độ gọi là intimate thôi. Kể cả như thế thì 8 giờ cũng là một cái khoảng thời gian vô cùng kinh khủng với một chai nước hoa mà không phải là mùi hương đậm, mà là một mùi hương fresh, sạch sẽ dành cho mùa hè. Mức giá của chai nước hoa này cũng vô cùng tốt, và đây là một chai nước hoa unisex nha mọi người. Chai nước hoa thứ hai mà mình lựa chọn để review là một cái tên mà khiến cho mình cảm thấy rất là ấn tượng, đó là Rain. Không biết hãng này sẽ lưu lại mùi hương của trời mưa như thế nào. Mưa nó sẽ gắn với kỷ niệm của rất nhiều người, đó là lý do mà mình cảm thấy rất là kỳ vọng vào chai nước hoa Rain. Vậy rốt cuộc là chai Rain này nó lưu lại khoảnh khắc gì của trời mưa? Thì mình sẽ trả lời một cách rõ ràng, đó là nó lưu lại mùi rêu sau mưa. Nó hơi chát chát, hơi đắng đắng, đó là mùi rêu sau mưa, nếu có thể nói là nó liên quan đến mưa. Tuy nhiên là cảm nhận về mưa của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Mọi người có thể thấy các cái lớp hương của Rain thì là lớp hương đầu tiên là lớp hương aquatic này, mùi hương hoa này, mùi hương fresh, mùi hương ozonic, mùi ngọt, mùi xạ hương, mùi hoa quả, mùi hoa vàng, và cuối cùng mùi của các nốt xanh. Thì quá là nhiều lớp hương để mà mình có thể cảm nhận được, nhưng thực ra mình không cảm nhận được nhiều như vậy. Nếu mà chỉ ra những cái lớp hương mình cảm nhận được dựa trên cái bảng này thì mình cảm nhận được fruity, mùi hoa quả, mùi ngọt, mùi các nốt xanh và một chút ozonic, fresh thì cũng một chút thôi. Tuy nhiên là số lượng nốt xanh ở trong chai nước hoa này cũng khá là nhiều, nên là vẫn có rất là nhiều người thích cái mùi Rain này, và nó rất là phù hợp dành cho phái nam để sử dụng vào mùa hè. Và đối với nữ thì mình không thấy được sự nữ tính từ chai Rain. Mình nghĩ nó là unisex nhưng mà sẽ hợp với nam hơn. Chai nước hoa này thì được sản xuất từ năm 2012 cơ mọi người. Và chai nước hoa này thì có những nốt gì là chủ đạo? Thì mọi người có thể thấy mùi hương chủ đạo của chai nước hoa này là mùi dưa vàng. Mình nghĩ là mọi người đều biết mùi dưa vàng có mùi như thế nào, 90%, nhưng mà là mùi dưa vàng nhân tạo, nên là nó không có được một cái sự thanh mát giống như là quả dưa vàng mà mình ăn đâu, mà nó sẽ hơi fake một chút. Tuy nhiên là mùi dưa vàng lúc đầu nó thể hiện khá là rõ, và dần dần về sau thì thi thoảng bạn sẽ thấy nó giống như là dưa hấu hoặc là dưa chuột, một cái mùi của vỏ dưa ấy. Tiếp theo đó là mùi bông súng, mùi xạ hương và mùi hoa thủy tiên và mùi hoa cúc. Thì ngay khi mà mình vừa mới thoa lên tay thì điều đầu tiên mà mình cảm nhận được là mùi ngọt, hơi hơi chua, hơi hơi chát và hơi ngấy ngấy một chút. Cũng cảm nhận được một chút kiểu mùi aquatic, mùi biển, mùi mát. Và mùi các cái nốt xanh thì khá là rõ ràng, cũng có những cái nốt ozonic. Thế nhưng mà những cái nốt này ấy, nó chỉ là một phần thôi, và gần như là mùi quả dưa vàng lấn át hết tất cả. Đúng là có mùi dưa vàng nhưng nó lại không có cái vị ngọt của quả dưa mọi người ạ. Và cái quả dưa vàng này nó cũng sẽ pha một chút với nước dưa chuột hoặc nước dưa hấu gì đấy, đại loại như vậy, nhưng mà nó hơi fake nên là cảm giác không có được như mình mong muốn. Tầm từ 20 đến 30 phút sau, mình cảm thấy cái mùi dưa vàng này nó bắt đầu pha một chút với mùi cỏ đắng. Nó hơi hăng hăng mùi cỏ. Nếu mà bạn ngửi quá nhiều thì cái nốt đắng ấy nó sẽ khiến cho bạn hơi đau đầu. Nhưng mà đấy là khi ngửi gần thôi, còn nếu như mà ngửi xa xa thì thực ra thì cũng không đến nỗi nào cả. Và càng về sau, khoảng tầm 2 giờ sau thì càng ngày mình càng thấy rõ ràng mùi chua và mùi đắng chát. Và có một chút mùi khiến cho mình cảm thấy
hơi đau đầu. Nó đau đầu theo cái kiểu mùi của hoa sữa. Một vài tiếng sau thì mình chỉ còn cảm thấy mùi aquatic. Và đến khi mà không còn, gần như không còn mùi gì ở trên da nữa, mình chỉ thấy được đúng một nốt duy nhất. Đấy là nốt đắng chát. Tại sao cái nốt đắng chát đấy nó bám lâu đến như thế luôn ấy mọi người. Đến sáng ngày hôm sau mình ngủ dậy thì vẫn còn một chút mùi ở trên da. Nếu mà ngửi gần, chủ yếu là các nốt đắng và một chút mùi aquatic. Tóm lại là chai nước hoa này bám được trên da một ngày. Mình cũng không biết bằng cách nào mà hãng này lại có thể làm được những chai nước hoa bám lâu đến như thế. Đối với chai Rain này thì mình recommend cho những ai là nam thích hợp sử dụng ở môi trường văn phòng. Cái tên ấn tượng tiếp theo với mình đấy là Simply Clean. Thì đúng như cái tên của nó, đơn giản, chỉ là sạch mà thôi. Đối với một người ưa sạch sẽ đến mức độ như kiểu OCD như mình thì cái gì mà nó liên quan đến sạch sẽ thì mình đều rất là thích. Điều khiến mình ấn tượng hơn nữa với Simply Clean ngay từ giây phút đầu tiên đấy là đây là một chai nước hoa oải hương. Mình rất là thích các chai nước hoa có mùi oải hương vì nó sẽ mang lại cảm giác thư giãn, xả stress rất là tốt. Tuy nhiên mùi oải hương hơi bị lấn át, có quá nhiều mùi xạ và có quá nhiều nốt ngọt ở trong chai này, mà chai nước hoa này lại thiên ngọt. Ngay từ lớp hương đầu tiên thì mùi lavender đã chiếm chủ đạo rồi, nhưng mà theo sau ngay đấy với một cái mức độ gần như tương đương thì mùi xạ hương nó đi ngay đằng sau. Cái tính chất của mùi xạ hương nó luôn luôn lấn át những mùi khác, trong khi mùi lavender là một mùi fresh thì làm sao mà nó có thể đấu lại được với mùi xạ hương để mà được nổi bật trong chai nước hoa này. Chúng ta có những nốt cay, những nốt aromatic, một chút mùi cam chanh, powdery và cuối cùng là mùi thảo dược. Mình muốn nói luôn là cái mùi thảo dược ở lớp hương cuối cùng ý, hoàn toàn không có. Và chai nước hoa này cũng một lần nữa phù hợp thực sự trong mùa hè. Nốt hương của chai này thì nó rất là đơn giản: lavender, musk và cam chanh. Chỉ có 3 nốt thôi mà lại tạo ra được nhiều lớp hương như thế. Thực ra mình thấy cũng không được chính xác cho lắm. Mình chỉ cảm nhận được mùi xạ hương lấn át đi mùi oải hương. Mình không thực sự cảm nhận được mùi cam chanh và mùi aroma. Powdery thì mình cảm nhận được vì powdery nó là một cái tính chất của xạ hương rồi. Lúc đầu khi mà mình vừa mới lăn chai này ra tay ấy, thì mình thấy nó hơi gắt một chút và chủ yếu là nó là xạ hương, nó là mùi powdery, chủ yếu nó là mùi powdery và cái mùi powdery nó rất là ngọt, cái độ cay thì gần như không có, rất là nhẹ, rất là ít và chỉ một lúc sau thôi thì chủ yếu chỉ còn lại mình mùi xạ hương, gần như là nó giữ nguyên từ đầu đến đuôi và chỉ nhẹ dần đi theo thời gian mà thôi. Vậy nên chai nước hoa này Simply Clean thì có thể đổi thành Simply Musk, đơn giản là xạ hương. Mình thấy nó như vậy thì hợp lý hơn vì thực sự không có gì nhiều để nói về chai này. Mùi hương của nó rất là đơn giản. Được cái là vì nó pha thêm với cam chanh và lavender nên mà phần nào đấy nó phù hợp với mùa hè. Nhưng mà mình vẫn cho rằng chai nước hoa này chỉ nên dùng vào mùa xuân. Và chai này cũng bám lâu trên da một cách kinh khủng, bám được tới tận 7 giờ. Và sau 7 giờ thì trên da vẫn liên tục có mùi powdery nhẹ. Nó luôn có cái mùi phấn hoa, mùi xạ nhẹ nhẹ ở trên da như thế. Mùi hương tiếp theo mà mình ấn tượng là Flower Fresh, cũng là một trong những chai được sản xuất khá là gần đây vào năm 2020 với rất là nhiều các cái nốt hương này. Nốt hương mát, nốt hương hoa, nốt hương cam chanh, nốt hương hoa trắng, nốt hương hoa quả, nốt hương hoa ngọt, nốt hương xạ hương, aquatic, ozonic, hổ phách, powdery, animalic. Trời ơi, có hết trong chai này. Trời ơi, sao nó nhiều lớp hương như thế. Và nó vẫn phù hợp với dùng vào mùa hè. Thì bây giờ chúng ta hãy nghĩa qua một chút các cái top note của nó. Thì top note là mùi hương không khí trên núi và các mùi hương cam chanh nói chung, mùi hương của vỏ, mùi hương của vỏ chanh. Thì khi mà nhìn cái danh sách các nốt hương và các lớp hương thì mình rất là ấn tượng cho đến khi mình ngửi chai này. Nó không có cái gì gọi là flower fresh cả. Mùi hương chủ đạo của nó là mùi hoa súng, trà sen ấy mọi người ạ. Đây, nó là mùi này. Trà tim sen. Lúc đầu mình suy nghĩ rất là nhiều tại sao chai nước hoa này lại có mùi chè khô và lý do đó là vì nó có cái nốt hương hoa súng và nó khiến mình nghĩ đến cái trà tim sen này rất là nhiều. Nó rất là giống mùi này. Tất nhiên nó không đến cái độ đắng của nó, không đến mức độ như là trà tim sen, thế nhưng mà nó cũng vẫn rất là nổi bật. Cái mùi hoa ngọt ấy và mùi cam chanh nó rất là ít. Lý do là vì mình cảm thấy như cái mùi hoa nhài và mùi hoa súng nó lấn át khá là nhiều.
Thế nên là thành ra chai nước hoa này tên là Flower Fresh nhưng mà lại là flower nhưng mà lại là hoa trắng. Hoa trắng nên là mùi nó sẽ hơi đắng. Nó lại thành ra mùi trà nhài với trà sen. Và khi mà mình vừa mới lăn trên tay ấy, thì nó có một chút mùi ozone, mùi fresh, một chút mùi hoa quả, fruity. Nhưng mà mình không hề thấy ở đây có ghi nốt hương fruity, mình cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà mình cảm thấy cái mùi ngọt của nó thiên về fruity hơn. Và ngay từ những cái giây đầu tiên mình đã thấy nó hơi chát. Và nó hơi, đúng là nó hơi chua nhưng nó rất là ít. Và nó cũng có một chút độ ấm của mùi xạ. Tuy nhiên là nó chủ yếu vẫn là nồng mùi nhài, mùi vỏ bưởi và mùi trà tâm sen. Một vài tiếng sau ấy thì mình vẫn thấy nó nồng nàn mùi chè khô và có một chút mùi hoa chua. Và đến cái lớp hương cuối ấy, khi mà trên tay mình chỉ còn một chút thì mình thấy nó có một chút mùi powdery, một chút mùi ngọt của cổ phách, của sạn. Nhưng mà nó khá là ít. Một điều quan trọng hơn nữa là chai Flower Fresh này thì bám không lâu bằng những chai còn lại, chỉ được tầm 4 tiếng thôi. Chai nước hoa này được thiết kế màu hồng, tên thì là Flower Fresh. Khi mà mình nhìn thấy chai nước hoa này, mình đã nghĩ là nó sẽ giống như là một cánh đồng hoa cỏ ngọt ngào, dịu êm. Thế nhưng không phải, đây là nước hoa mùi trà tâm sen. Đối với những ai yêu thích mùi nhài, yêu thích mùi cúc, thích mùi mùi sen, mùi hoa súng, mùi trà thì rất có thể bạn sẽ thích mùi hương này. Nó là một mùi hương unisex. Thế nhưng mà dựa trên những nốt ngọt của hổ phách, của các cái nốt ngọt fruity của chai nước hoa này thì mình thấy nó phù hợp với nữ hơn. Còn đối với cá nhân mình thì mình không nghĩ rằng mình sẽ sử dụng chai này. Thế mới nói là không nên nhìn vào cái tên để đoán chai nước hoa, mà bạn phải trải nghiệm trước. Và kể cả những cái nốt hương mà mô tả trên Fragrantica cũng phần nào nó không được như là mình mong đợi. Tuy là nó rất là đúng nhưng mà đến cái lúc nó kết hợp với nhau, các mùi hương kết hợp với nhau thì nó cứ thế nào ý. Và mình không thấy các cái nốt solar note và cái mùi ấm của cashmere, gỗ cashmere ấy thì gần như là mình không để ý lắm. Cuối cùng là chai nước hoa Skin. Skin là da, mùi da của con người. Không biết mùi da người thì mùi như thế nào. Thì Skin là một chai nước hoa được sản xuất vào năm 2012. Màu chủ đạo của nó là màu tím. Thì cứ thấy màu tím thì mình nghĩ đến lavender. Tuy nhiên chai nước hoa này nó không phức tạp như thế. Chai nước hoa này đơn giản chỉ là mùi xạ hương pha với mùi hoa thôi. Mọi người có thể thấy các cái nốt hương, các lớp hương nó rất là đơn giản. Tuy nhiên đơn giản như thế nhưng mà nó lại cũng khá là ok đấy. Mình không biết tại sao cái mùi hương này lại được liên tưởng đến mùi da người. Mình luôn luôn cảm nhận được cái mùi chát các chai nước hoa clean, trừ chai warm cotton ra. Những chai còn lại mình luôn luôn cảm nhận là một chút mùi chát và mình không hiểu tại sao. Chai này cũng có nhưng mà một chút ít thôi, gần như là không đáng kể. Và lúc đầu mình ngửi ấy, thì mình đã nghĩ là nó có mùi của phách và lavender. Ở đây nó có ghi là xạ hương pha với mùi hoa nhưng lại không nói rõ là hoa gì. Nếu mà nó lại tiếp tục là hoa súng thì rõ ràng nó sẽ có một chút mùi chát. Nhưng mà cái chát này nó ít lắm mọi người ạ. Chủ yếu là mình cảm thấy mùi ngọt ngào, mùi hương hoa ngọt ngào, dễ thương, nữ tính, dịu dàng. Những giờ đồng hồ sau đấy thì mình thấy nó có một chút mùi ozonic, như kiểu là mùi mùi fresh, mùi sảng khoái, mùi khiến cho mình có cảm giác như là một cái đứng trong một cái bầu không khí mát mẻ và trong trẻo. Thì nó có một chút như thế khi mà mùi nước hoa gần hết. Đến những cái giây phút cuối cùng thì đơn giản là mình chỉ thấy nó có xạ hương và mùi powdery mà thôi. Thực ra là vì nó chỉ đơn giản là xạ hương ấy, cho nên là nó rất là giống với chai Simply Clean. Hai chai này, hai chai tím này, thành ra là hai chai tím này nó rất là giống nhau về cái lớp hương chủ đạo. Mình thấy chai nước hoa này nói chung là cũng được, không đến mức quá hot, cũng không phải là một chai nước hoa tệ. Và nó sẽ mang lại cho bạn một cái mùi hương basic, ngọt ngào, đáng yêu. Chốt lại thì 5 chai nước hoa này của Clean thì chai nước hoa mà lưu lại được khoảnh khắc chính xác nhất đó là Warm Cotton, lưu lại khoảnh khắc một chiếc áo vừa mới giặt xong. Và trong số 5 chai nước hoa này, chai nước hoa mà mình không thích nhất là chai Rain. Thì lý do thì mình cũng đã nói rồi.
Tuy nhiên mình không thích, nhưng mà chắc chắn vẫn có rất nhiều người khác thích. Mình recommend chai Warm Cotton này cho tất cả mọi người. Đối với một chai nước hoa an toàn và có mức giá tốt thì mình nghĩ chai Skin này sẽ là một lựa chọn tốt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên bấm subscribe và comment bên dưới cảm nghĩ của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.